Rồi, xin trân trọng và kính chào toàn thể quý vị và anh em. Tiêu đề của clip là Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile rồi tàn kinh két, xong rồi hai chấm là một cái dòng chữ phía sau đúng không? Thì có nhiều anh chị em sẽ nghĩ là tàn kinh két là một cái gì đó mới. Ở trong game thì tôi nói luôn là tàn kinh két ở đây nó không phải là một cái tính năng nào đó, cũng không phải một cái hệ thống mới, cũng không phải là một cái phó bản mới nào cả. Mà tàn kinh két ở đây thì nếu mà anh em nào tìm hiểu sơ qua tàn kinh các anh em sẽ hiểu, giống như tôi nói đây là một cái nơi gọi là chứa đựng toàn bí kíp Võ Lâm. Thì anh em sẽ vậy, tôi sẽ nói thì trên mạng có một cái bài báo gọi là viết về tàn kinh các, thì càng kinh các, nhưng mà theo cái bài báo này nói á thì tàn kinh các là cái địa danh mà giống như là nơi luôn được đồn đại là chứa đựng toàn bộ bí kíp võ công của giang hồ ha. Thì cái địa danh này đó là thì ở ngoài đời là nó có thiệt. Thì cái tàn kinh két này thực chất là một gian tháp khổng lồ được xây dựng bởi các thiền sư cao tăng Thiếu Lâm Tự đó, thì nơi đó để phục vụ lên việc lưu trữ bảo tồn kinh phổ truyền đời của Thiếu Lâm Tự thôi đó. Thì cái dục mục đích đơn giản của Thiếu Lâm, cái của tàn kinh két của Thiếu Lâm Tự đó, chỉ đơn giản như vậy. Nhưng mà trong cái văn bản kiếm hiệp của nhà văn Kim Dung á, thì ông sáng tạo ra là đưa cái địa danh này là cái nơi bối cảnh của các bộ tiểu thuyết của mình, và tô vẽ nó trở thành nơi chứa đựng bí kíp toàn bộ cho Võ Lâm giang hồ á, toàn bộ võ công của các Võ Lâm. Ở thì đó như trong chuyện á, thì là cái ông giác viễn đại sư, ông Thảo Địa Tăng này là người canh giữ cái tàn kinh cát. Ok, thì anh em không thấy đâu, khi mà mình coi phim hay nào á thì để coi có cái gì nữa không đó, thì anh em đọc cái bài báo này anh cũng thấy đó, thì có nhiều người mà gọi là vô trộm này, giống như là ở đây là Doãn Khắc Tây và Tiêu Tương Tử trong thời gian tạm thân ở Thiếu Lâm Tự đã cùng nhau bàn ăn trộm bí kíp võ công Cửu Dương Thần Công đó, thì đã bị ông giác viên đại sư này phát hiện ra và đuổi theo. Nhưng mà cái cuốn bí kíp này lại bị thất truyền trong giang hồ đó. Từ đó thì khi mà anh cũng biết là khi mà bí kíp mà được ra khỏi giang hồ á, thì mỗi người có một cái tâm pháp võ công khác nhau á, từ đó là xuất hiện một cái bộ võ công mới tiếp tục lưu truyền, gây ra những cái hệ quả xấu và tốt đó. Thì cái tàn kinh két này tôi lập ra, cái này là tự tôi lập ra một cái sơ ghi có tên là tàn kinh két để nói về những cái vấn đề trong Võ Lâm, giống như là cái anh em nào biết được, giống như là thuộc, giống như em là anh em mà nghe được những cái này á, giống như là lĩnh ngộ được mấy cái bí kíp trong toàn cổ Võ Lâm như vậy đó. Thì ra là như vậy thôi. Rồi thì hôm nay mình tìm rồi tiếp tục cái sư y tàn kinh két ngày hôm nay á, thì vẫn nói về cái vấn đề mà tăng sát thương cuối và giảm sát thương cuối, và sát thương cuối có từ đâu. Thì cái clip trước là đã làm về cái vấn đề sát thương cuối này rồi, nhưng mà có cái gì nó cũng vậy hết, để hoàn thiện một cái gì đó thì phải cần nhiều anh em đóng góp, thì tôi không phải là lúc nào cũng luôn đúng hết. Thì cái clip này để bổ sung cái clip trước à, thì ở cái clip trước thì có nói á, là đây là cái văn bản mà tôi viết lại à, clip trước chỉ có một trang thôi, bây giờ lên 22 trang rồi. Thì ở clip trước có nói á, là cái sát thương cuối thì tăng phần trăm trực tiếp này, anh em nói với tôi cái phần trăm trực tiếp này nó không tăng vào sát thương cuối. Cái ý của tôi á, sát thương cuối nó tăng phần trăm trực tiếp rồi nó tăng phần trăm vào cái này, tại vì sát thương cuối là sát thương tạo thành thực tế trên mục tiêu đó, sau khi trừ qua các chỉ số chống phòng thủ và kháng đó, giả sử giống như là ban đầu là 10k đi, xong rồi trừ qua 2k phòng thủ với tất cả các phòng thủ gì đó thì mình được 8k. Thì cái 8k này được cộng thêm, ví dụ tăng sát thương cuối thì đá hàng vũ, thì hàng vũ sơ thì nó tăng 6% phải không, thì 8k đó cộng thêm 6% và 8k 480, và tuyệt thế ngu cơ trừ cái 8k này thì trừ đi 6% là 7520. Cái ý tôi nói cái trực tiếp này á, tức là tăng trực tiếp vào cái sát thương cuối chứ không phải là tăng trực tiếp vào cái sát thương ban đầu đó. Thì cái khái niệm á, tôi giải thích là cho anh em á hiểu lại. Thì cái sát thương cuối là cái sát thương chưa tính cái đam bảo kích nha, đam bảo kích là nó sẽ làm cái sát thương cuối nó ảnh hưởng khác nữa. Thì bây giờ cái vấn đề bạn mình dạy bài sát thương cuối thôi, thì nói chung là về sau nó nhiều ba cái vụ mà option nó nhiều lắm, cho nên nó là mình chỉ tính vậy thôi. Còn cái cách tính sát thương cuối cùng mà khi mà vừa có tăng vừa có giảm luôn, thì hôm bữa tôi nói có nhiều anh em chưa hiểu mấy vấn đề, thì sau khi mà bàn luận với nhiều anh em thì cái cách tính anh em nói là như sau đó. Ở cái trường hợp mà cái đá hồn hạng vũ của mình, đá hồn sơ nha, thì mình tăng 6% này, và cái đó hồn tuyệt thế ngu cơ là giảm 6%, nên hai cái đá này nó đối lập nhau, một bên là tăng 6, một bên là giảm 6 ha. Bây giờ tôi lấy cái sát thương chuẩn là 10k đi, lấy cái sát thương chuẩn này là 10k. Khi có đá hồn hạng vũ vào á, thì được tính là 10k cộng thêm cho 6% của 10k, tức là 10k 6 điểm sát thương này ha. Rồi khi mà đối phương được cái đá tuyệt thế ngu cơ này thì nó cộng phần, tại vì cái lúc này á, thì cái như là nãy trên nó nói á, thì
cái cộng trực tiếp vào cái phần trăm trực tiếp vào cái đam sát thương cuối, thì cái đam sát thương cuối khi mà mình có đá hạng vũ vô thì nó đã là 10k6 rồi. Đó, nó đã là 10k6, cho nên là khi mình cộng, mình trừ đi đối phương có 6% đó thì mình phải trừ đi, là mình trừ lấy cái 10k6 này phải trừ đi, chứ không được lấy cái 10k ban đầu này nữa. Đó. Thì 10k6 mà trừ cho 6% của 10k6 thì ai được 9k960. À, ngược lại thì ví dụ mình được mình ép cái đá tuyệt thế ngu cơ đi, à, đang nói đá xưa chỉ có 6% thôi, thì lấy 10k ban đầu trừ cho, tại vì mình lấy cái móc này 10k cho nên trừ đi 6% ban đầu, mình chỉ được 9k4 thôi. Còn khi bây giờ khi mà đối phương có đá hạng vũ cộng thêm 6% á, thì bây giờ cái đam sát thương cuối nó lại là cái 9k4 này, thật nó không phải là cái 10k này nữa. Thì cái 9k4 này cộng cho 6% của 9k4 thì được là 9k964 điểm. Đó. Thì giữa tăng và giảm gì đó thì cái đam ban đầu của mình, cái đam sát thương của ban đầu của mình là 10k, nhưng mà bị ảnh hưởng giữa tăng và giảm như vậy thì tôi lần trước có nói là do tăng nhiều hơn. Cứ nghĩ là giống như nó cũng giống như là kháng gì đó, thì cái khái niệm lần trước là sai, cái khái niệm mới đúng. À, giữa tăng sát thương cuối và giảm sát thương cuối thì tôi nghĩ là giảm cần thiết hơn, tại vì cái ý của tôi là cái đam giảm này nè, cỡ nào cũng ra được cái được số 9k964, thì giữa tới với cái số 10k ban đầu này nó đã thay đổi rồi, nó không được trọn vẹn nữa, nó không được được như ban đầu, cho nên nó cũng bị ít hơn ban đầu hết, cho nên là khi mà ép giảm sát thương cuối thì mình sẽ được nhiều giữa trực tiêu giữa tăng và giảm thì mình sẽ được nhiều hơn, nhưng mà cái đá giảm á, cái đá mà tuyệt thế ngu cơ này nó cũng cao, giá nó cũng cao hơn so với cái đá bình thường, đá hạng vũ bình thường rất nhiều. Rồi tiếp theo là tăng sát thương cuối và giảm sát thương cuối có được từ đâu. Thì tăng sát thương cuối có được từ là một mà đá hồn hạng vũ nè. Đó, thì lát hồi tôi sẽ vô clip mà vô trong game coi luôn rồi có đúng sức thật là 6-9-12% này không. Để về một cái thống kê về sau luôn. Rồi có thêm người từ trang bị ngựa đồng hành. Và cái clip thiếu ở cái clip trước đó là cái chân nguyên. Do cái cuộc đời tôi là giám định biết bao nhiêu cục chân nguyên, không ra được cái kỹ năng chân nguyên, cho nên nó là tôi quên đi cái vụ đó luôn. Rồi có nhiều anh em nhắc thì đúng là nó có thêm từ quyền nhân chân nguyên nữa. Thì khi mà tăng giám định, khi mình giám định chân nguyên hiếm thì sẽ có tỷ lệ ra kỹ năng chân nguyên. Thì cái chân nguyên quy tâm, thiên địa quy tâm nó sẽ tăng sát thương cuối. Kịch thủy hàng châu và mục nhu thanh phong nó sẽ tăng sát thương cuối. Ở cấp 10 trên 10 thì tăng 29%, mà hiện tại ở bên Việt Nam thì chưa có 10 trên 10 đâu, chỉ có 9 trên 10 thôi. Trừ khi mở giới hạn 139 thì ra chân nguyên bậc 9 hay bậc 10, bậc 9 đúng rồi. Không nhớ bậc mấy nữa, thì như bậc 9 gì đó thì mình sẽ được up lên 10 trên 10 đó, thì đã được 29%. Đó. Còn giảm thì mình sẽ coi từ đá hồn, nó tương tự với đá hồn hạng vũ, mình sẽ có đá hồn tuyệt thế ngu cơ. Tuyệt thế ngu cơ với trang bị ngựa, cái bàn đạp ngựa. Nó tương ứng với lại cái nãy là cái cương ngựa, thì cái bàn đạp ngựa. Ở chân nguyên cũng có luôn, nhưng mà chỉ có chân nguyên đồng phủ thiết cốt là giảm sát thương cuối thôi, còn mấy cái kia thì nó đều tăng sát thương cuối hết. Rồi, liên hệ vô trong game lại. Hình như cái bên server mình thì ok. Rồi tôi mới lock một cái account bên server 1, bên server 1 S1 bên Việt Nam mình, tại vì bên server tôi thì nó cái tăng tối đa của sát thương cuối thì chưa có tính được tối đa, thì bây giờ mình đang tính về cái tối đa cái sát thương cuối á. Hiện tại ở trong game thì cộng cho mình được bao nhiêu phần trăm. Rồi theo trong văn bản tôi viết á, thì để coi tăng sát thương cuối là có từ đá hồn trước, rồi đá hồn hạng vũ thì tương ứng với cấp sơ và chung, thì mình có thể coi trên shop. Thì cái đá hồn hạng vũ sơ nó là cái đá hồn màu hồng, đây đá hồn hạng vũ sơ thì tăng sát thương cuối 6%. Lên tới đá màu cam thì đá là đá chung nha, đá chung này thì 6%, 9%, không thấy nó đây, cái đá màu cam này là tăng 9%. Ha, thì bị cái đá màu vàng thì không cho bày bán nữa, chỉ ép lên người là xài luôn. Thì bây giờ top 1 bên đây thì có cái đá hạng vũ nè, ông này khá nổi tiếng, Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile Việt Nam anh ai cũng biết. Đây cái đá hồng hạng vũ thì tăng sát thương cuối cao lắm, thì tăng được 12% ha. Rồi mình sẽ ghi nhớ ở đây là 12%. Tiếp theo đó là về cái mảnh gọi là mảnh cương ngựa, dây cương của ngựa chứ không phải. Đây cái dây cương ngựa thì ở bậc 5 thì nó tăng cho mình là tới 16%. Đây cái sát thương cuối tăng tới 16%. Thì tương ứng với cái bàn đạp
tư thì nó vẫn nó chỉ là cái bàn đạp tư, một cái cương tư, à, cương bậc 3 chỉ có 10 thôi, nhưng mà cương bậc 4 thì tăng lên cho 13, 13 điểm. Đây 14 hay 3, nãy là 10 đúng không? Bây giờ là 13. Cái bậc cương bậc 5 là 16 thì đúng, trong văn bản tôi viết đúng ha. Đây. Đây hạng vũ sơ đó là 6 9 12% là đúng rồi ha. Cái cương bậc 1 thì tăng 3 6 10 13 16% là hiện tại lớn nhất là 16% đúng rồi ha. Bây giờ tới đồng hành Tần Thủy Hoàng. Ủa, đồng hành 3S nói chung chứ không có ghi gì ông Tần Thủy Hoàng, là đồng hành 3S nói chung. Thì cái sát thương cuối lớn nhất là khi mà anh em phải thức tỉnh đồng hành này nọ luôn. Thì cái chi tiết là nó như sau. Trang bị đây đồng hành. Thì giả sử tôi nói đồng hành Tần Thủy Hoàng đi, thì đồng hành Tần Thủy Hoàng thì mua giá khởi điểm ở trong hoạt động Tần Thủy Hoàng, giá khởi điểm là 18k vàng thì ai cũng biết rồi ha. Khi mà mình tẩy luyện nó làm sao, nói chung là cái lực chiến nó sẽ tăng theo mấy cái điểm. Khi mà mình tăng dùng tư chất đơn, tăng vô thể chất là nhanh nhẹn sức mạnh linh hoạt, nó sẽ tăng cái điểm lực chiến này, cái điểm thực chiến này nó sẽ ảnh hưởng vô cái chiêu hậu chủ này đó. Khi mà cái điểm lực chiến của đồng hành mình đạt được cái này thì nó sẽ tăng lên cấp. Bình thường đồng hành mà chưa thức tỉnh, kiếm đồng hành nào mà chưa thức tỉnh, đây đồng hành mà chưa thức tỉnh thì nó sẽ được giới hạn lên 23 là cao nhất thôi. Cái khi mà anh em thức tỉnh lên nó thì nó mới được lên 29, à, giống như bet của ông này đi, là thầy này thức tỉnh hoặc kỳ tài là không tính đi ha, kỳ tài là một cái hên xui mà tại nữa, thì mình sẽ thức tỉnh xong rồi mình lên giới hạn kêu được lên tới 29, và khi giới hạn kêu tới 29 thì nó tăng sát thương cứu được tới 22% lần đó. Thì maximum của một con đồng hành bet đồng hành tăng cho mình tới 22%, thì 22% này là nhân lên cho 4 con bet thì nó sẽ tăng tới là 88, 22 nhân cho 4 được 88. À, khi mà anh em muốn thức tỉnh một con đồng hành bet 3S như vậy á, thì anh em sẽ tốn 5 cái con bet 2S ấy, 5 đúng rồi, 5 con bet 2S tương ứng với cái bổn mạng mà liên quan tới cái nhân vật này. Rồi tôi cũng cái bạn đó thì tôi sẽ để một cái link ở dưới cho anh em coi, nhờ khi mình thức tỉnh bet nào thì mình cần những con đồng hành nào. Thì khi mà thức tỉnh một con bet 3S như vậy, mình cần 5 con đồng hành 2S và 5 cái vũ khí bổn mạng tương ứng với lại 5 cái con đò bet đó. Đó thì một cái con bet 2S ấy, thì giá bán chuẩn ở bên CG tôi là 6k vàng. Một cái vũ khí 2S ấy, thì giá min giá là 1k2. 6k mà nhân cho 6k với 1k2 là 6k6, mà nhân cho 5 con nữa thì tầm tốn cũng tầm ba mấy cây vàng, có hơn ba mấy cây vàng hơn, thì 6 tôi tính 30 mà nhân cho 5 là phải không nào? 6 mà nhân cho 5 là đã là 30 rồi. Rất là tốn là nhiều vàng. Khi mình nâng mát lên như vậy là tốn rất là nhiều vàng. Rồi tiếp tới là mình có từ Trân Nguyên. Trân Nguyên là phải qua server Trung Quốc rồi. Nhờ qua server Trung Quốc thì mở cái giới hạn để coi cái cấp cao nhất bên đây coi. Vô đây thì bây giờ nó mở bên đây là nó lên đá bậc 9. Đá bậc 9 củ U Chi Linh thì tốn tới 90k điểm chân nguyên để ngân khí, để ngân tụ được một cục như vậy, thì cái đá, khi mà nó vừa mở giới hạn như vậy nó sẽ lên được tới 10 trên 10 kêu. Thì bây giờ để coi về chơi bên chân nguyên cái. Đây chân nguyên. Thì nãy tôi có nói là ba cái kỹ năng chân nguyên nó sẽ tăng cho mình là sát thương cuối, tức là thiên địa quy tâm, nghịch thủy hàng châu và một nhu thanh phong. Rồi thiên địa quy tâm cái này là đồng phu thiết cốt. Thì đồng phu thiết cốt này nó giảm sát thương cuối. Cái cục này giảm sát thương cuối của đồng phu thiết cốt là giảm sát thương cuối cùng này là được 29%, cao lắm là 10 trên 10 nha. Hiện tại cái này là 10 trên 10, bên Việt Nam nó mới cho mình 9 trên 10 thôi. Đâu rồi? Nó tôi đang nói về 10 trên 10 nó mới cho mình 29%, còn 9 trên 10 nó cũng chưa cho được tới 29% đâu. Nhồi ha, đồng phu thiết cốt, coi tiếp ông này coi. Nghịch thủy hàng châu, nghịch thủy hàng châu nó chỉ tao tăng cho mình sinh lực và giảm cái thời gian delay chiêu thôi chứ nó không có tăng cái kia.
Rồi cái cục chân nguyên, cái kỹ năng chân nguyên đầu tiên tăng cho mình cái sát thương cuối là cái thiên địa quy tâm, cũng 10 trên 10 kêu nó tăng cho mình 29% sát thương cuối. Mấy còn mấy cái này không nói tới thì nó từ từ nói sau. Thì nghe đồn là bên phiên bản mới này là cái tỷ lệ mà giám định ra kêu thì nó sẽ tăng lên, cho nên là anh em cứ để dành chân nguyên đi. Mới nghe một cái ông trên diễn đàn nói là nó sẽ tăng cái kêu lên, thì cái vấn đề này tôi cũng chưa có coi tại vì tôi không có account bên đây, cho nên là cũng không có biết là cái vụ này có không, cũng không có ngưng tụ được chân nguyên, cho nên là không có biết là cái vụ này có thật xác thực này không, thì để coi thì bá đao về thì mình coi mình biết liền gì. Rồi thì Mục Như Thanh Phong đây, cái kỹ năng này là Mục Như Thanh Phong. Mục Như Thanh Phong ở cấp 10 trên 10 cũng tăng cho mình 29% sát thân cứu luôn. Rồi thì thiên địa quy tâm ngục Mục Như Thanh Phong đúng không, và nghịch thủy hàng châu nữa, cái nghịch thủy hàng châu nữa là xong. Này, nghịch thủy hàng châu, thì nghịch thủy hàng châu ở cái cấp 10 trên 10 cũng tăng cho mình 29% sát thương cuối cùng luôn. Rồi thì những cái gì theo đúng trong văn bản tôi viết là đều ok hết ha. Thì tôi đã xác thực lại thì tất cả các tỷ số này đều là đúng hết. Cao lắm thì được 12% đá hồn hàng vũ cao, màu vàng không có bài bán được. Rồi y ngựa bậc 5 cao lắm được 16%, ghép từ những cái mảnh bậc 3 lên. Tổng bao nhiêu mảnh thì chưa biết nữa, cùng mình cũng chưa có ai ghép được. Rồi đồng hành 3S Tần Thủy Hoàng. Thì đồng hành ở cấp hậu chủ của nó, à đây. Cái cấp hậu chủ của nó thì là nãy tôi cũng dẫn chứng cho anh em coi đó, 22% cho 4 là lớn nhất. Thì hiện tại cái sát thương lớn nhất thì nó được tăng là từ đá hồn hạng vũ 12% đúng không? Thì hồi nãy là đá hồn cao của hạng vũ. 16% của kiên ở viên ngựa bậc cương ngựa, cái mảnh của cái dây cương ngựa bậc 5 à, nói muốn cắn lưỡi luôn. Rồi đồng hộ chủ đồng hành ở level 29 thì được 22% nhân cho 4 lên là 22 nhân cho 4 là 88 88 ha. Rồi tới cái là chân nguyên hồi nãy em ở cấp 10 trên 10 đó thì tăng cho mình 29% nha. Rồi 12 12 với 16 là 28, 28 với 88 nữa là 28 với 8, 18 là 6, 106, 106 thêm 29, 6 với 9 là 5, và đây 4. Ủa, có cái gì lạ lạ, hình như tính lộn phải không, nhẩm sai rồi. 12 với 6 là 38 đúng không, 12 với 16 chứ, ý tôi là 12 với 16 là 28. 28 với lại 88 nữa là 16, 116. Rồi 116 cộng tiếp cho 29. Đây là gớt xuống đây là 5, nhớ 1 ở đây đó là 4 là 145. Là đúng cái số này hay là 145. Đúng cái số này. Thì nãy tôi cũng nói rồi, để thức tỉnh một cái đồng hành 3S như vậy thì mình sẽ cần 5 con bé SS theo cái yêu cầu con bé đó. Thì nói chung là ví dụ Tần Thủy Hoàng thì mình sẽ tốn 5 con bé khác. Cho đó khi mình tốn 5 con bé khác, hàng vụ tốn 5 con bé khác, cho đối với anh Liệt là tốn 5 con bé khác. Và 5 cái vũ khí bổ mạng của cái con bé nó tương ứng như vậy. Rồi giảm sát thương cuối, bây giờ mình tìm qua giảm sát thương cuối. Thì vô trong game Việt Nam. Này, giảm sát thương cuối thì từ đá hồn. Đây là đá hồn ngu cơ. Đây đá hồn tuyệt thế ngu cơ. Cái viên sơ giảm sát thương cuối 6%. Đổi lên viên cao là được 12%. 9% rồi đúng rồi. 9% thì cái viên màu cam này nè, cái viên màu vàng này cũng được 9% thôi, mất công coi gì giật mệt thôi, coi luôn đi mất công mấy ông lại nói tôi nói bậy bạ. Rồi nói chung là viên nó khảm dài phải không? Ông này lên được chưa? Ông này diễn lên được 9% thôi, viên đá nó phải đi minh chủ liên ơi, đi danh tướng liên server nó mắc lắm, cho nên là người ta chỉ lên được cái viên đó một cao. Thì nãy tương ứng với giới hạn vũ lên được 12% thì cái viên này giảm được 12% thôi. Rồi thì ở trong văn bản thì đồng hành bây giờ là chưa có đồng hành bét nào mà nó giảm sát thương cuối hết. Bây giờ qua cái mảnh cương, mảnh yên với mảnh yên, mảnh đạp, mảnh bằng đạp ngựa thì giảm sát thương cuối ở cấp bậc 5 thì được 16% nè. Rồi kiếm ai bậc 4 cái coi. Mấy ông này chơi game ghê lên mát hết luôn. Tôi chưa lên được cái bậc 3 nữa. Đây giảm sát thương cuối ở bậc 4 thì lên 13% rồi. Thì khi mở giới hạn 129 nó có thể tăng lên bậc 5 nè.
Rồi kiếm anh mảnh cương 3 coi. Này mảnh đang đạp 3, thì khi mở giới hạn này thì nó tăng sát thương của 10%, khi mở giới hạn 109 thì mình có thể tăng đến bậc 4. Là cái nãy đá hồn và đá hồn với lại trang bị ngựa với lại chân nguyên, à chân nguyên đồng phu thiết cốt thì mình nãy thì ok này nè, nãy cũng nói rồi, đồng phu thiết cốt thì mình nãy nó cũng gia tăng 29% giống vậy đúng không, thì liên hệ vô file ha, giảm sức thương cuối thì có từ tuyệt thế ngu cơ 69 với 12%, thì 12% là lớn nhất. Mảnh bàn đạp ngựa thì tương ứng với bậc 1 thì 36 với 16% là đúng hết rồi nha. Chân nguyên nồng phu thiết cốt ở cấp 10 trên 10 thì ở bên Trung Quốc hồi nãy, thì hiện tại Việt Nam chưa có bậc 10 trên 10, lấy 10 trên 10 cho nó nhiều nhất luôn, thì đang được 29% rồi, thì đúng như nãy, thì bây giờ nãy mình kiểm chứng thì 12% là đúng ha. 16% của mảnh cương ngựa bực, mảnh bàn đạp chứ, để tôi viết lại, cái này là mảnh bàn đạp chứ mảnh cương, mảnh bàn đạp nhầm, mảnh bàn đạp để lát viết lại, rồi xóa xóa này thì chưa đạp đi vô. 16% là chân nguyên ở cấp 10 trên 10 là tăng được 29%. Rồi thì bây giờ mình lấy 12 phần điểm cộng cho 16 là 28 đúng không? Nãy rút kinh nghiệm không có tính sai nữa. Thì 28 cộng cho 29 là 9 với 8 là 17. 17 nhớ 1 là 57. 57% là giảm được sát thương cuối hiện tại. À, muốn đứt hơi luôn. Thì giả sử bây giờ nha, bây giờ tôi sẽ giữa mà tăng được, gọi là tăng sát thương cuối được lớn nhất hồi nãy, rồi mình được 145 điểm, tăng sát thương cuối là lớn nhất 145 điểm, và giảm được sát thương cuối nhiều nhất là được 57%. Bây giờ tăng lên và giảm được nhiều nhất thì tốn rất là nhiều tiền bạc, thời gian, công sức và nước mắt, nói chung là mấy ông chuyển vàng nữa thì tốn nước mắt, bị người ta lấy thì tốn nước mắt thôi. Đó thì bây giờ cái bài của tôi là, thì giả sử max sát thương cuối và giảm sát thương cuối cùng mình có cùng một lúc thì mình được giảm được bao nhiêu và tăng được bao nhiêu. Ví dụ đam mới vẫn tính là cái đam 10k ban đầu, 10.000 ban đầu luôn, thì 10.000 sẽ tăng, bây giờ là mình được tăng tối đa luôn nha, tăng tối đa của 145 ha, thì 145% của 10k nó sẽ tăng cho mình là 2.450 điểm. Thì để coi là đúng không, 10.000 chia cho 100 thì chỉ còn 100 mà cộng cho 145 thì sẽ ra 1.450 điểm, và cộng cho 10.000 đầu thì nó có phải là 24k 550, là đúng với cái số này luôn, 24k 5.000 điểm sát thương. Hình như tôi nói hơi giữa tai và miệng, thì giữa tai và miệng nó không có đồng nhất với nhau, không gọi làm lại một lần nữa nè. 10k là cái sát thương cuối cùng, là cái sát thương cuối này mình nói ha, thì chia cộng cho 145% của 10k này, thì mình chia cho 100 nhân cho 145 thôi, thì chia triệt tiêu đi hay cần mất đi là chia cho 100 rồi nhân cho 145 là nó sẽ ra là 14500, thì cộng với 10k ban đầu nữa thì bị rớt số xuống thôi, 24500 đó, thì 24k 500 thì ra cái số này, nghe được cái số này. Rồi bây giờ giảm sát thương cuối thì mình sẽ được tính, thì bây giờ cái giảm sát thương cuối nó không phải là cái 10.000 này nữa, mà là cái 24.500 này. Thì 24.500 này chia cho 100 mà nhân cho 57. Và cái số này hơi lẻ, phải bấm máy tính này. Rồi 24.500 chia cho 100 thì triệt tiêu đi, nhân cho 54 lên nhân cho 57 á. Nãy mình nói là 57 đúng không? Thì bây giờ lại bấm máy tính này, chứ cái số này lẻ quá nhầm không nổi. 245 mà nhân cho, nói chung mà tôi nhẩm cũng được mà lười thôi, nhưng hai số thì lười lắm. 245 nhân cho 57 thì nó sẽ bằng 13.965, mà trừ cho cái số hồi nãy. Rồi gom đi, gom cái này cho nó nhanh đi. Rồi. Cái số này là cái số mà giảm sát thương cuối. Cái số là cái số giảm sát thương cuối ha, cái số này bỏ đi ngay đầu là mình chỉ làm dùng phép tính thôi. Thì cái đam mà nãy là 24.500 thì trừ cho đây là 13.96 hả? Tôi đoán là
Thì đây là 5, nhớ 1 ở đây là 7, 3, nhớ qua đây nó là 10, đây là 5, nhớ qua đây là mất, mất luôn. Thì 500 535 đó, thì được trừ ra thì được trừ đi 57% là 10.535 là đúng cái số này luôn rồi đó. Thì bây giờ giả sử ngược lại đi, thì đối phương mình của mình nữ sẽ được giảm giảm sát thương cuối được tối đa luôn là được 57%, thì cái 10.000 này trừ cho 57%, thì bây giờ 10.000 trừ cho 57% là chia cho 100 trước, một chia cho 100 thì mất một số 0 thôi, mất hai số 0 thôi, thì nhân cho 57 là 5k7 cộng cho 10.000 thì 10.500. Ủa, nói lộn rồi, nói nhầm rồi, nói lộn hết trơn rồi. Giả sử ngược lại mình giảm sát thương cuối thì cái 10.000 đằng đầu mình chỉ mất đi thì mình được 507 đúng không? 10.000 mất ngay hai số 0 mà nhân cho 57 là 5k7. 5k7 mà trừ tiếp cho 10 rồi trừ đi 5k7 thì còn đổi ngược lên là 4k3. Đúng cái số này là 4k3 giống như cái số hồi nãy nè. 4k3 nè, thì lấy cái 4k3 cộng cho 145%, thôi bấm máy tính luôn chưa rồi, mất công phân tích mệt quá. 4k3 chia cho 100 nhân cho 145 thì nó sẽ ra 6235, mà cộng cho cái đam sát thương cuối ban đầu đi còn 4.300 thì cũng ra được 10.050 giống chưa. Tại vì khi mình giảm cái sát thương cuối này rồi thì bây giờ cái đam sát thương cuối mình sẽ được tính theo cái số này, thì lấy cái 4.300 này cộng cho 145% cũng ra được cái số này, nó tương tự như nhau. Thì tăng mình được tăng tới 145% nha, tăng tới 145% sát thương cuối mà giảm thì giảm tới 57%. Đó, thì lấy cái 5 này trừ cho 7 là 8, 8 như vậy là 6, 14 trừ cho 6 là 7 không ta? Vậy là 1 là 8 chứ không phải là 6, là 88%, thì nó cái lệnh cái lực cái lượng chênh lệch giữa tăng và giảm là 88%. Nhưng mà cái đam của mình thì đam ban đầu của mình là 10k đúng không? Thì giữa tăng và giảm đi nữa thì nó chỉ được lên được 10k535. 10k535. Thì 10k535 thì nó cũng chỉ được tăng tới năm hơn một nửa. Tức là hơn được 50% chút xíu. Đóng cửa lại. Nó hơn 50% chút xíu nha, không biết dùng cái dấu gì luôn, cái hơn một chút thì không biết nói gì sao hết. Đóng cửa lại. Rồi thì cái bài về của mình thì mình update lại nói về cái sát thương cuối cùng là như vậy. Thì có anh em nào góp ý gì đó thì comment ở dưới, hoặc là inbox về Zalo hay Facebook gì mình nói chuyện với nhau để cải thiện về cái tàn kinh két của tôi đi, để cái võ công mà tàn kinh két cũng giống như là trong phim đó, thì gọi là những cái tinh hoa võ học của giang hồ sẽ nằm trong cái series này của tôi hết. Rồi, xin trân trọng và kính chào toàn thể quý vị và các em, tôi là Jun tới từ kênh Jun Phiêu Lưu.